Khảo sát từ nền tảng tiếp thị di động Etima cho thấy 95% người dùng Việt Nam đang sử dụng điện thoại thông minh để nghe nhạc. Đây cũng là thiết bị nghe nhạc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Dự báo lượng người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng, chỉ xếp sau Indonesia. Điều này cho thấy streaming nhạc qua thiết bị di động thông minh sẽ tiếp tục được người Việt yêu thích. Các nền tảng phát hành trực tuyến buộc phải có thiết kế phù hợp, giao diện thân thiện và dễ sử dụng, dễ thao tác, cũng như mang tính ổn định lâu dài để tiếp tục thu hút và giữ chân người dùng. Âm nhạc đang đến gần hơn với mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Hồi trước thì em có hay mua những cái vé ca nhạc, những cái chi phí thì khá là cao, với lại không phải là lúc nào nó cũng có sẵn để cho mình nghe. Còn nếu mà với những cái ứng dụng này á, khi mà mình làm tất cả mọi việc như là nấu ăn hay là trang điểm gì đó thì mình có thể bật nhạc để chill, để nghe. Với những cái gói trả phí thì nó sẽ có những cái bài hát độc quyền, một tháng chỉ có vài chục ngàn thôi. Khi mà mua những cái gói đó thì mình nghe rất là thoải mái. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc trực tuyến của Việt Nam thì đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 20 năm. Đến thời điểm hiện tại thì xu hướng âm nhạc cũng như là hành vi nghe nhạc thì cũng đã liên tục thay đổi, tạo nên một thị trường vô cùng tiềm năng và sôi động. Nhờ có các nền tảng nghe nhạc trực tuyến mà hiện nay thì việc phát hành âm nhạc thì cũng dễ dàng hơn, các ca sĩ cũng dễ dàng debut cũng như là giới thiệu những sản phẩm đến với công chúng. Và con số hơn 5.000 nghệ sĩ, ca sĩ cũng như là hơn 20.000 bài hát mỗi năm là minh chứng cho vai trò, cho vị trí của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến trong thời đại số hiện nay. Sở hữu nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, đơn vị này nhận định việc thu phí người dùng chắc chắn sẽ trở thành xu hướng tất yếu. Nhu cầu nghe nhạc trực tuyến luôn là một nhu cầu cực kỳ cao và luôn đứng đầu trong việc sử dụng Internet ở Việt Nam mình. Đối với người dùng thì nhu cầu trả tiền để có thể sử dụng những cái gói chi trả đang có tăng trưởng khá mạnh. Cách đây 5 năm thì cái câu chuyện mà chúng ta nghe nhạc có bản quyền, nghe nhạc có trả phí thì nó là một cái gì đó rất là xa vời. Nhưng mà bây giờ thì là mua những cái app có trả phí này, rồi đi xem concert của nghệ sĩ này và những cái hình thức khác như mua album vật lý chẳng hạn thì đang bắt đầu nở rộ và mọi người đã bắt đầu ý thức được rất nhiều về cái câu chuyện mà trả tiền cho bản quyền rồi. Tiền thấy đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho thị trường và hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái nhịp này và sẽ có những cái bước chuyển và có những cái sự thay đổi nó tích mỗi ngày mỗi tích cực hơn. Rõ ràng khi người dùng dần quen với việc thực hiện những tác vụ hàng ngày trên môi trường số, việc thu phí âm nhạc trên các nền tảng không những thay đổi thói quen tiếp cận mà còn tạo ra những giá trị cộng hưởng cho nền công nghiệp giải trí này.